Trung tâm điện tử Anh Phương xin gửi lời chào tới tất cả các bác. Vâng, một buổi sáng khá đẹp rồi. Vào cái tiết mùa thu nó mát mẻ một chút, chúng ta thấy cảm thấy sảng khoái hơn đúng không? Và cảm thấy yêu đời hơn một chút. Và đặc biệt là những anh em chơi audio thì bây giờ cũng bắt đầu vào mùa vụ để chuẩn bị sắm sửa thiết bị âm thanh cho gia đình nhà mình, chuẩn bị cho những ngày cuối năm sum họp gia đình. Và thời điểm này là thời điểm mua sắm với giá tốt nhất, bởi vì là khi mà chúng ta mua sớm hàng thì bao giờ giá cũng tốt hơn so với dịp cuối năm. Thì đây là ngày hôm nay anh Phương xin trân trọng giới thiệu đến tất cả các bác là ngày hôm nay buổi sáng anh Phương đang nhập được về một lô không nhiều, nói chung là không nhiều, bởi vì những lô này thông thường anh Phương nhập đến 20-30 đôi một lần. Nhưng mà ngày hôm nay thì bên hãng phân phối chỉ có 4 đôi loa BMB 5000C. Đối với BMB 5000C thì cũng không lạ lẫm gì mà các bác. Nó cũng đã từng khá hot và cũng khá nhiều anh em điêu đứng vì những sản phẩm này. Đấy. Nhưng mà với anh Phương thì hàng về đến đâu hết đến đấy. Cái lý do rất đơn giản là hàng thì là hàng chính hãng của công ty BMB, được sản xuất trực tiếp bên Trung Quốc, Made in China, với công nghệ của Nhật Bản. Cái thứ hai là hàng anh Phương bán giá rất là hợp lý. Đấy, cho nên là gần như không có cái chuyện mà... Vâng, chúng ta lại quay trở lại video này. Đây là sản phẩm các bác quan sát, dòng sản phẩm BMB 5000C của Nhật Bản. Đấy. Giá rất tốt. Bây giờ các bác mua BMB 5000C là các bác đang có lợi, có lợi rất nhiều. Bởi vì đến thời điểm này thì giá thành của BMB nó cũng không căng lắm. Nó đi vào đúng cái giá trị đích thực của nó về chất lượng sản phẩm. Và cũng chính là các bác đang được hưởng những sản phẩm chính hãng mà với giá đúng cái bản chất của nó. Những đôi này trước đây anh em ta phải mua với giá 23 triệu rưỡi. Đấy, thì đến bây giờ giá của nó chỉ trên dưới 15 triệu đồng. Trên dưới 15 triệu đồng một đôi. Cho nên là số lượng không có nhiều. Hiện tại em được về 4 đôi thì đã có một bác khách hàng nhận 2 đôi rồi. 2 đôi này là 2 đôi bác ấy sử dụng để nắp cho cơ quan, cho nên là cần phải sử dụng những đôi loa nguyên bản và chính hãng như thế này. Đấy, thì nó mới đảm bảo được vào công trình của cơ quan. Thì hiện tại em đang còn 2 đôi nữa. 2 đôi này thì bác nào mà nhanh chóng múc sớm thì em cũng cho giải quyết lốt. Đấy, không có nhiều. Phải khó khăn lắm thì mới được bên phân phối cắt cho được có 4 đôi. Và cũng không có hàng. Đấy, cho nên là mấy hôm trước thì em đưa clip lên cũng có một vài anh em bác khách hàng hỏi đến dòng loa BMB 5000C. Nhưng mà hàng đã hết. Thì ngày hôm nay về được thêm 4 đôi thì còn 2 đôi nữa. Bác nào nhanh tay thì gọi anh Phương với số máy 0971998555. Hoặc là bác nào có cái thời gian rảnh thì về với anh Phương với địa chỉ An Lạc, Chí Linh, Hải Dương. Số điện thoại hotline 0971998555. Các bác đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cùng anh Phương xây dựng kênh mới. Và cái kênh mới thì bây giờ cũng khá nguy hiểm. Đấy, cho nên là xây dựng kênh mới thì rất nhiều bác cũng chưa nắm bắt được là anh Phương đang làm kênh mới. Cho nên là hiện tại anh Phương đang sử dụng hai kênh. Một kênh là anh Phương điện tử kênh mới, kênh thứ hai là anh Phương điện tử kênh 2. Bởi vì là bây giờ cái kênh này nó dính bản quyền rất nhiều. Em đang bị sập kênh 2 lần rồi. Cho nên là ở trên kênh 2 thì thường xuyên em đưa những sản phẩm cao cấp cũng như với giá thành tốt, giá thanh lý với giá khuyến mãi để cho các bác có cơ hội mua và sử dụng được những cặp loa cũng như cục đẩy rồi bổ mic với giá tốt nhất. Và xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt ạ.